Con chào chú. Sớm giờ chạy được không chú? Lắc đầu luôn hả? Đậu cho vui chứ hàng khó ở đâu mà chạy. Đậu cho vui thôi, hàng khó không có gì đâu mà chạy. Một ngày kiếm được nhiêu tiền? Ồ, mua chừng nó bữa có bữa không, cả nửa tháng cũng có. Nửa tháng cũng có luôn, lóc dữ dằn vậy đó ha. Chứ không có hàng khó. Dạ. Đây cơ sở người ta nó cũng có xe cổ người ta cũng tu. Chú chạy đây là bao nhiêu năm rồi? Ồ, là lâu thời bao cấp bây giờ. Thời bao cấp tới giờ luôn. Năm 86 đến giờ. Là ba gác hay là xích lô? Thì kêu là ba gác. Ba gác không thôi. Là hồi xưa chắc thời đó là tổ mấy là heo chạy nhiều lắm á. Đâu, mình ở đây thôi chứ. Ở đây hồi nào giờ không có là heo nào hả? Nữa không à. Dạ. Rồi kia chở xi măng cát thép đá gạch rồi chứ bây giờ thôi thua. Bây giờ con có thằng cuốc này chú có nhận không? Đó thử rồi. Cuốc này là chú chở cho con 10 kg thôi. Nặng 10 kg à, mà chở về nhà chú luôn. Đây con tặng chú 10 kg đó là biết rồi, hiểu. Chú thì gửi chú thì chú rất cảm ơn. Dạ. Nói chung là bên nào tài trợ thì đó cũng xin cảm ơn. Dạ, con xin phép được thay mặt cô chú Lê Bình ở bên Canada đó tặng chú một bao gạo 10 kg. Rồi dạ. Cũng xin cảm ơn nha, đó là dạ. Thôi. Chú qua đây chú lấy giùm con nha. Tại con ngồi đây con giữ thăng bằng á. Cái gửi lời thăm cảm ơn như vậy. Dạ dạ, không cái gì. Đúng không? Dạ dạ lấy giùm con. Rồi, con rồi. Chỉnh cái này lại giùm con rồi, luôn rồi. Để nó rồi, đẹp luôn. Đó được rồi đó, y luôn đó. Rồi cảm ơn em nha. Dạ không có gì. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú nha. Dạ. Rồi con xin phép chú. Hàng hối giờ không có em mà. Ê quá ha. Xe cơ sở ta có xe cổ. Dạ. Một số người ta lên máy móc rồi nên chở. Bây giờ mình sống nhà nước này làm của này mình không dám sắm. Dạ. Mình bỏ ra 5-7 triệu mình sắm cái xe mấy cái đồ bỏ vô vui nó cho đi buồn nó bắt mẹ thật đúng như chết là mình chết luôn. Nhưng mà gắn máy vô thì chở được nhiều hơn đúng không? Người ta gọi mình thì nhiều. Bên chung bây giờ mình cứ chạy vòng ở đây thôi chứ Nha Trang không dám đi. Đây chiếc này cũng cũ kỹ lắm thưa quý vị. Chào chú. Khỏe em chú? Dạ, bữa giờ chạy được không? Chạy cũng rếm không? Ê lắm hả? Ráng chạy cũng không được nhiều hết. Bây giờ con có một cuốc xe con mời chú chở giùm con nha. Chở giùm con 10 kg gạo về nhà chú ơi. Cảm ơn con nha. Dạ, cái này thay mặt cô chú Lê Bình Canada tặng đến chú nha. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Cảm ơn. Dạ. Rồi cái gì chú ngủ tiếp nha. Dạ, con làm phiền chú. Dạ dạ. Rồi con xin phép. Dạ. Dạ không có gì. Dạ xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nhà Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một video em đang có mặt ở ngay góc ngã tư giữa đường Hoàng Hoa Thám và đường Nhạc Sơn. Ở đây phía xa xa bên kia quý vị, đó là cái vị trí ngôi nhà ma mà ngày xưa nhiều quý ông bà cô bác hay mỗi lần cảm thấy sợ mình qua nơi này đó quý vị. Hướng bên này nè là từ góc ngã tư Vạc Sen và Hoàng Hoa Thám đi về hướng đường Lê Thánh Tôn. Còn hướng ngược lại là đi về hướng bên chợ Đầm. Và ngày xưa cái hãng rượu của ông Như Bá là nằm ngay góc bên này, góc bên này và góc bên kia thưa quý vị. Lối đi này là dẫn xuống khu vực chợ Đầm, đường Trưng Nữ Vương và trường nữ tiểu học thì nằm rất gần với nơi này. Kính thưa quý vị, hôm nay em trở lại cái góc đường này có một cái công chuyện, đó là em xin phép được thay mặt hai cô chú ở bên đất nước Canada, cô chú Lê Bình. Hôm nay em có mời một cái người chú, đó là chú Mổ Cườm, mà vừa rồi em có thay mặt cô Chín gửi đến chú là 500.000 đồng cũng như là phát bánh mì đó quý vị. Em mời chú Mổ Cườm đến với lại nơi này, nhà của một vị bác sĩ chuyên về khoa mắt, để chú có thể khám mắt của mình lại một lần nữa và sau đó là sẽ đặt lịch mổ mắt. Hôm nay là cô chú Lê Bình ở đất nước Canada sẽ tài trợ miễn phí hoàn toàn ca phẫu thuật này. Và có một điều khó cho nên chi phí nó sẽ bị cao, tại vì chú Mổ Cườm này nè không có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Chú chỉ có một cái tờ giấy chứng minh nhân dân mà được cấp từ năm 1978 đến nay thì chú cũng đã lưu lạc qua nhiều cái vị trí ở trên đất nước Việt Nam, cho nên là giấy tờ tùy thân của chú không còn, cho nên để mà khó lòng mà có thể mua được cái bảo hiểm y tế thưa quý vị. Nếu mà có bảo hiểm y tế đó thì chi phí ca phẫu thuật mổ mắt chỉ rơi vào tầm khoảng từ 2 cho đến 3 triệu đồng thôi. Còn bây giờ thì em có liên lạc với chú, thì chú có trình bày trong cái video mà lần đầu tiên em gặp chú đó, thì chú có chia sẻ là tầm 6 triệu đồng khi không có cái bảo hiểm y tế. Và bây giờ em chính thức đưa chú Mổ Cường đến với lại phòng khám của một vị bác sĩ chuyên khoa mắt nơi đây để chú có thể được mổ và thẩm định lại một lần nữa, rồi cái chi phí mổ là sẽ được đặt lịch sau. Bây giờ thì chú cũng đã vào bên trong khám rồi thưa quý vị. Đường Vẹt Sen này góc bên kia là di chuyển ra hướng biển, còn đây là cái góc ngã tư Vẹt Sen và Trần Hưng Đạo. Ngày xưa là cái góc này chỉ là ngã ba thôi, hướng đi về Trần Hưng Đạo chỗ tòa tổng lãnh sự, không có đường đi, chỉ là một cái hàng rào. Ở đây là nằm gần ngay đồn công an phường Lộc Thọ. Hướng bên kia đó là đường Phan Thanh Giảng của ngày xưa, tuy thời tiết và tuy đường sắt. Em sẽ chờ chú Mổ Cường khám xong thì sẽ gặp chú trao đổi xem sao. Vừa rồi thì chú cũng có cái coi video vừa rồi đó, em có nói trong video đó là em chỉ lưu tên của chú là chú Mổ Cường, và hôm nay gặp thì chú cũng giới thiệu chú tên Tám thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, chào chú Tám. Dạ vừa rồi khám xong thì bác sĩ nói như thế nào hả chú ha? Dạ, khám xong bác sĩ nói bây giờ cùm khô thì có thể điều trị được, nhưng mà cùm này để nó quá lâu rồi, nhưng mà bác sĩ chẩn đoán là còn mổ được, nhưng mà không có mổ liền được. Để hẹn chiều mai tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều xuống ta khám mắt rồi ta đo huyết áp gì đó, nói chung là ta khám rồi xong xuôi là trưa ngày mốt mới được đi mổ. Tức là theo cái lịch hẹn là cái tờ giấy chú mới khám xong rồi đó. Đó, ông thấy gì ông đưa cái giá 6 triệu. À đây là giá 6 triệu đồng ha. Là ở đây là em xin phép là không có nêu tên phòng khám ở đây thưa quý vị. Phòng khám đây cũng là một địa điểm mà rất được bà con ở Nha Trang ưa chuộng. Và hôm nay thì giới thiệu với chú Tám có cô chú Lê Bình ở đất nước Canada sẽ tài trợ hoàn toàn miễn phí luôn cái ca phẫu thuật này để chú có thể nhìn thấy rõ hơn. Dạ. Bây giờ tôi xin nói thế này thì trước hết thì tôi cũng có cái lời cảm ơn anh chị Bình ở Canada đã tài trợ giúp đỡ tôi được mổ con mắt, là tôi rất cảm ơn nhiều. Dạ. Cho con hỏi thăm thêm á, là cái tình trạng của chú á là trước đây là bị cườm hai con luôn. Đúng rồi. Sau đó là con gái chú mới đăng cái thông tin nhờ sự giúp đỡ, thì như thế nào chú có thể kể lại được không ạ? Thì cái đây hơn một năm mắt tôi bị hai cườm không thấy ngõ luôn, coi như là đi quồ quạng luôn á. Rồi cũng nhờ người ta hướng dẫn xuống tại phòng khám đây đầu tiên. Khám ta nói là mổ được, nhưng mà số tiền là 6 triệu, mà lúc đó là tôi không có khả năng, tiền bạc không có, thiếu kém, không có bảo hiểm thì bó tay. Nhưng mà con gái tôi cũng sáng kiến lên lệ là cái chỗ đăng lên mạng đó, thì bác sĩ bệnh viện Bắc ở Sài Gòn Nha Trang mới nhận thông tin đó, thì bác sĩ mới giúp đỡ cho một ca miễn phí, không tốn tiền bạc, chỉ tốn tiền thuốc mà thôi. Dạ. Rồi nhưng mà ở bệnh viện nói rằng là con mắt thứ hai là ở đây không có mổ miễn phí nữa, phải lo tiền tự túc để mổ đó. Thử ra kéo dài thời gian hơn năm nay, tôi không có tiền bạc gì, rất là thiếu thốn, thử ra là kéo dài tới bây giờ. Thì tôi cũng được nhờ anh chị Bình bên đó cũng giúp đỡ tôi, quan tâm, tôi cũng rất thành thật cảm ơn anh chị. Dạ. Thôi bây giờ cũng trưa là thôi chú về nghỉ nha. Bây giờ con sẽ chở chú về. Rồi sau đó là chú ăn uống bồi dưỡng vô. Rồi, ngày mai đúng không? Chiều mai tôi đi xe đạp xuống tôi khám. Chiều mai là chú tự đi được đúng không? Đi xe đạp xuống khám xong cái gì á, mốt á mới là đi mổ. Rồi vậy thì mốt con sẽ chở chú tới đây. Đúng rồi. Mổ xong rồi giờ đây nè. Cũng giờ đây luôn, mổ tại đây luôn. Dạ, vậy cũng mừng quá ha. Thôi giờ mình về. Bữa giờ con gái chú là có đi làm không? Đi làm biết thôi chứ mà bà chủ đi Sài Gòn công việc của bà, công việc riêng á, nữa ra nghỉ bữa qua bữa nay 2 ngày rồi, còn nghỉ 3 ngày nữa chờ bây giờ mới làm tiếp. Nghĩ là coi như là đâu có lương đâu, bị làm công ăn lương công nhật, sáng làm chịu tiền, mình nghĩ là bất quyền lợi không có tiền, không phải lương tháng đâu mà trời tới tháng lên lương, làm nào sao nấy đó mà. Nếu mà cái phẫu thuật là 6 triệu đúng không chú ha? Dạ đúng. Cô chú Lê Bình sẽ tài trợ. Ngoài ra thì con sẽ chích thêm 1 triệu từ cô chú Lê Bình nữa, tặng đến chú để chú có thể bồi dưỡng ăn uống trong cái thời gian hồi phục mắt. Dạ đúng rồi. Dạ. Mổ xong phải đưa tôi bác sĩ mình mua thuốc uống riêng nữa. Dạ đúng rồi. Thuốc men nữa. Rồi ok giờ mình về ha. Dạ dạ. Chúc mừng chú nha. Dạ được. Cảm ơn cô chú Lê Bình rất là nhiều. Dạ cảm ơn cô chú Lê Bình rất nhiều. Dạ dạ. Mừng quá, mừng quá. Thôi về. Kính thưa quý vị, về lại phòng trọ của chú Tám rồi. Chú Tám ơi, bây giờ cái chi phí mổ là 6 triệu. Con sẽ gửi thêm chú 1 triệu nữa là để uống thuốc uống men gì đó. Rồi bây giờ thì con đưa trước cho chú 2 triệu nè. Chú cầm 2 triệu đi. Rồi đi khám lại coi thử có đóng tiền để mà hồ sơ hồ siết gì đó. Thì sau đó là con sẽ thanh toán hết cái số còn lại luôn ha. Dạ. Đây con gái chú, lần đầu tiên thấy con gái chú. Sao em, dạo này khỏe không? Dạ khỏe chứ. Hôm nay phụ bán cơm rồi lương phạt rồi ổn không? Dạ nói chung cũng ổn. Là đủ chi tiêu dạ, ăn uống gia đình. Dạ đúng rồi, đủ chi tiêu ăn uống hàng ngày này kia vậy đó. Ráng cố gắng chăm sóc cho ba ha. Dạ. Còn có ông ba thôi đó. Dạ còn mình ổn mà. Rồi có phương tiện đi làm không? Dạ thì có xe đạp nè. Tại vì đi làm gần nên là phải đi bộ. Nghe ba nói là nghỉ mấy ngày lận hả? Dạ, nghỉ 5 ngày. 2 ngày còn 3 ngày nữa là 5 ngày. Ồ, nghỉ mấy ngày coi như là không có lương luôn. Không, tại vì làm ngày nào lấy ngày đó anh. Vậy có đủ tiền ăn không vậy? Dạ thì có gì ăn đó thôi anh. Có gì ăn đó thôi, cố gắng nha. Dạ. Theo lịch là chiều ngày mai chú sẽ đi xuống khám. Khám đo huyết áp gì đó, nói chung là xuống khám. Rồi đặt lịch mổ luôn đó. Được cái mổ thì bác sĩ hẹn sáng trưa ngày mốt. Dạ rồi. Cái gì ngày mai là chú tự đi ha. Đúng rồi, chiều mai tôi đi, mình tôi xuống khám cái gì đâu. Dạ. Khám rồi đi về. Còn trưa ngày mốt thì nếu con có quên thì chú alo con. Rồi. Con qua con chở chú đi. Rồi coi thử mổ xong rồi có nằm lại hay không hay là về luôn. Rồi sau đó là tính sau. Dạ con sẽ qua con thanh toán hết cái số chi phí. Thôi chú nghỉ ngơi nha. Giờ chú ăn cơm chưa? Ăn cơm đi. Dạ ăn cơm để đói bụng. Bây giờ cũng 12 giờ hơn rồi. Cũng mừng quá, đâu ăn uống được gì đâu. Mừng quá ha. Xong về. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Dạ. Cũng ráng cố gắng này, cũng nhờ chú Lợi, cũng nhờ anh chị Bình ở nước ngoài. Rồi giúp đỡ tôi cũng mang ơn nhiều ghê. Dạ không có gì đâu chú. Rồi sau này sáng mắt rồi có tính cái chuyện đi làm thợ sơn lại không? Thợ sơn tôi bỏ nghề luôn, không bao giờ làm được đâu. Đúng rồi, nó độc hại lắm. Trèo leo vàng giáo sao mà làm được rồi chú. Bò lên bò xuống, bây giờ tuổi này ai muốn thợ sơn. Dạ. Muốn trẻ không à. Rồi cứ sáng mắt đi rồi sau này coi con kiếm gì đó tạo điều kiện cho chú đi làm ha. Rồi chào chú nha, chào em gái. Rồi xin phép. Dạ. Rồi còn cái bao kia bỏ phía trước giùm anh nha. Kiếm chút nữa lấy cái dao á, lấy cái dao rọc giùm anh ở giữa nha, để anh đi ngoài đường anh phát cho người ta luôn. Rọc giùm anh đằng đây. Kính thưa quý vị, bây giờ em sẽ đi dọc ngoài đường giúp chú và cô Lê Bình sẽ phát những phần gạo này đến với lại những bà con khó khăn, đặc biệt là những người mà đi xích lô đó quý vị. Rồi cảm ơn anh bạn. Chú hôm bữa chú nói chú gặp chú cho 5 tỷ chú. Dạ, cô chờ con chút xíu. Con xin phép nha. Thay mặt cô chú Lê Bình ở bên đất nước Canada đó, tặng cô 10 kg gạo. Đây, lấy giùm con. Dạ, cảm ơn nha. Cô chú có cầm nói không? Dạ không được rồi, không dạ, sao đâu. Dạ. Dạ. Bữa chú hứa cảm ơn nha Lương. Dạ dạ. 7 tờ cả cho cậu đó là. Rồi chào cô nha. Rồi cho con đi xuống đây xíu cô ơi. Cho con đi xuống đây chút xíu đi. Cảm ơn chú, cảm ơn nhiều. Dạ dạ cảm ơn cô. Đằng đây có xe không? Ở đây thì em biết có 1-2 trường hợp là mấy chú đạp xích lô. Ở đây là em hướng tới những người xích lô mà đạp bằng chân, không có dùng bằng điện, và những người có tuổi đó quý vị. Con chào chú. Dạ, mấy nay khỏe không chú? Con xin phép được thay mặt cô chú Lê Bình ở bên Canada đó, tặng chú một phần gạo nha, phần gạo 5 kg. Quên, phần gạo 10 kg. Cảm ơn nha chú. Dạ, chú lấy giùm con. Cảm ơn chú Lang Thang. À chú biết con hả? Biết. Dạ dạ rồi, rồi chú coi, chú lấy giùm con. Coi. Rồi chú lấy giùm con nha. Rồi, anh ạ. Cái gì là dễ lấy. Dạ, cái nào dễ lấy giùm con. Cảm ơn chú Lang Thang nhiều. Dạ không có gì. Cái này là cô chú Lê Bình bên Canada tặng chú nha. Cảm ơn cô chú bên Canada. Dạ dạ. Chúc vậy cô chú là măng phá tay. Dạ chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Rồi con chào chú nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi chỉ có ăn Tết rồi. Rồi con xin phép chú. Dạ cái này con dành cho xích lô cô ạ. Dạ. Đằng phía trước cũng có một chú chạy xích lô nữa, cũng khổ lắm. Ở đây là khu vực chợ Phương Xài thưa quý vị, chợ Phần Củi. Sau khi ở đây em sẽ đến với chỗ chợ Đầm thì có 1-2 trường hợp nữa. Rồi sau đó em sẽ chạy ra khu vực phía Bắc của thành phố Nha Trang, chỗ khu vực chợ Bầu, xung quanh Tháp Bà cũng còn rất nhiều những chú mà đạp xích lô, phải nói là quá khổ luôn. Ở đây em hay đi qua đi lại đường này nên em biết nhiều hoàn cảnh cũng tội nghiệp lắm. Dạ đây quý vị thấy nè, đây là những cái chiếc xích lô mà cơ bản truyền thống của Nha Trang. Chào chú. Cô xin phép được thay mặt cô chú Lê Bình ở bên Canada đó, tặng chú 10 kg gạo. Đây. Lấy giùm con. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, chú chạy xích lô này bao nhiêu năm rồi? 60 mấy năm rồi. 60 mấy năm rồi, tức là trước 75 là đã đạp rồi. Này 69 tuổi rồi. 69 tuổi. Dạ. Dạ. Ba mấy 40 năm thôi. Dạ. Rồi con chào chú nha, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Kính thưa quý vị, để em chi tiết lại cái chiếc xích lô truyền thống của Nha Trang của mình nè. Tại vì thời gian gần đây á, đi ra ngoài đường á chú thấy xích lô hoàn toàn là đổi mới rồi. Họ theo cái thị trường, theo cái khách á, họ cơi nới xích lô ra rộng lắm. Giống như là xích lô miền Bắc vậy đó, nhìn nó không có còn cái gì gọi là người không có còn cái gì gọi là đặc trưng của Nha Trang nữa. Rồi cảm ơn chú nha, chúc chú nhiều sức khỏe, chú đi làm ha. Dạ dạ. Chào cô Thi Thi, mấy nay bán được không cô? La rai ha. Dạ rồi con xin phép cô nha. Đây nào quý vị, xích lô mà ở chợ là mấy chú thường hay đi chợ mối, nhiều khi cũng không có gì để chở luôn. Xích lô này bằng sắt. Hồi ba em đạp xích lô đó, em hay ngồi đằng đây nè, đi tới mấy cái rạp xin coi phim. Bây giờ thì em sẽ vòng lại chỗ chợ Đầm. Bây giờ là tầm 11 giờ rồi. Hôm nay thì đi ngoài đường có nhiều hoàn cảnh khác nữa. Tuy nhiên em xin phép sử dụng số gạo này gửi đến những người mà lao động chân tay bằng công việc là đạp xích lô hay là đạp ba gác gì đó quý vị. Mong quý bà con của mình thông cảm. Đây là đường Tăng Bạt Hổ thưa quý vị. Dạ cũng chào mấy cô mấy chú. Đi ra hướng cổng chào có một cái chú hay ngồi chạy xích lô ở đằng đây. Chắc chú đi chở khách rồi. Chú đi chở khách rồi thưa quý vị. Đây là chỗ xóm Vạn Hòa, bến xe ngựa. Quá đông vui luôn. Cho em hỏi anh cho em hỏi nhà chú nào đạp xích lô khổ khổ em tặng chú một bao gạo 10 kg. Anh nè, trong đó có hai anh em chạy xích lô luôn. Hai anh em chạy xích lô luôn ha. Đây xóm Vạn Hòa em cũng thường vô lắm quý vị. Đây quá trời xích lô luôn. Anh cũng chạy xích lô. Dạ em tặng được một phần thôi nha. Còn bữa sau thì tính sau. Anh lấy giùm em. Cũng ngon nha em. Dạ không có gì đâu. Dạ thay mặt cô chú Lê Bình Canada ha, tặng gạo đến bà con đạp xích lô. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe bình an. Rồi xin cảm ơn cô chú Lê Bình. Dạ dạ. Dạ rồi xin phép luôn. Dạ xích lô nhưng mà để con nhường lại cho mấy người mà xích lô đạp bằng chân á, không có gắn điện á, cái đó người ta khổ hơn. Xe đâu có điện đâu. Dạ. Dạ thôi được rồi, con cảm ơn nha. Bữa sau con ghé tiếp. Đường nào ở đây cũng chạy. Đây nguyên cái xóm này xích lô không đó quý vị. Ưu tiên cho cái anh mà có nuôi người mẹ già đó. Em theo cái đường này đi ra đường xóm Cồn rồi đi ra khu vực phía Bắc luôn. Đây xóm Vạn Hòa thưa quý vị, gọi là xóm bãi cát hồi xưa đó. Ngay góc này thì một số bà con hồi cách đây mấy chục năm, 20 năm hay sao đó, di dời giải tỏa đi qua Hòn Sện. Này là đường Xóm Cồn. Góc này thì ngày xưa đó quý vị, bà con xích lô bà gác rất là nhiều, tại vì ở đây còn gọi là xóm là heo. Đây một chú đạp xích lô nè. Con chào chú. Nhìn chú quen ha, quen không? Tại chú con tặng chú bao gạo 10 kg nè chú. Rồi chú đứng đó đi. Đây gặp con mấy lần rồi mà. Chú ơi. Dạ. Đúng rồi. Đây con tặng chú bao gạo 10 kg nè. Này thay mặt cô chú Lê Bình, chúc chú nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ dạ rồi. Lấy mũ rồi tao biết. Dạ dạ giữ sức khỏe nha. Đây với nguyên liệu để về. Dạ dạ rồi rồi. Chú về. Dạ dạ con về. Dạ dạ. Bây giờ về nhà đâu? Không, con còn đi phát nữa. Còn đi nữa. Nè còn cái bao sau lưng nè. Là đi phát cho những người xích lô á. Rồi. Dạ dạ rồi rồi con xin phép nha. Đâu mũ vô đâu thấy đâu khác. Dạ khác quá ha. Khác rồi. Dạ. Dạ rồi con đi đây. Dạ dạ. Dạ dạ. Chú bỏ lên đi, bỏ lên đi. Dạ, rồi con đi á. Dạ dạ. Chú Bình cô chú Lê Bình có gửi về cho em là $500 Canada, đổi đầu đó cũng được tầm 9 triệu đó quý vị. Giúp đỡ chú Tám một mắt hết 7 triệu đồng, còn lại 2 triệu em có mua 10 phần gạo mà giữ lại khoảng 100 ngàn. Thì gạo hôm nay khoảng 190 ngàn 10 kg. Đây là chỗ cầu Sông Bóng. Phía trước mắt quý vị đó là chỗ Tắp Bà Monaga, lúc nào cũng đông người tập trung hết, lúc nào cũng có khách. Ở đây thì ngoài cái trường hợp đạp xích lô ra, em xin phép được gửi tặng 10 kg gạo đến một người chú. Chú này là một thương phế binh, mất một chân, bán vé số ở chợ Bầu. Vòng vòng khu chợ Bầu Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước này thì có ngôi nhà thờ Anh Tôn gắn liền với lại tuổi thơ của rất nhiều người. Đây chợ Bầu giờ này tầm 11 giờ rưỡi rồi mà vẫn còn đông. Chào chị. Dạ chào mấy chú. Em hỏi thăm bữa chị kiếm được mấy người đạp xích lô khổ khổ vòng vòng đây chưa? Chị kiếm được 2 người, chị thấy xung quanh chợ mình có 2 người đạp tay ghé. À cũng được. Dạ. Đầu đường có thằng bán dừa mà nó chở xe ở trên cái tay ghé á, bỏ dừa ở trên cái xe tay ghé á ở đầu chợ mình nè. Dạ. Còn cái xe tay ghé nó nằm ở đường Tôn Thất Tùng. Cái nhà bán bánh xèo quá nó chở đế. Hiện bây giờ là chị đang thấy 2 chiếc xe đó. Khổ không? Vậy đó hả? Dạ dạ. Chị biết xích lô nào nữa không? Em xích lô mà xích lô điện là em không có tính. Xích lô điện là người ta có điều kiện rồi. Sẵn đây ha, cho em gửi một bao gạo cho ông chú vé số 1 chân á. Ra lấy giùm em, em giới không có tới. Xế bị là lấy giùm em một bao. Rồi gửi cho chú vé số giùm em nha. Thay mặt chú vé số. Cảm ơn cô chú Lê Bình. Cảm ơn cô chú Lê Bình hàng tiệm nước Phượng Hồng để nhận giùm chú vé số 1 bao gạo. Dạ. Rồi em đi nghe. Rồi chị chúc em sức khỏe nha. Nhớ là em việc cho bà con nhiều tí nha. Dạ dạ rồi rồi cảm ơn chị. Rồi em đi ha, xin phép hết. Dạ. Rồi em đi nha. Ở đây em coi thử 2 hoàn cảnh ba gác ổn không. Nếu ổn hơn những người khác thì em sẽ chở cái số này ra bến xe phía Bắc luôn. Chị đây nói anh bạn này cũng mua bán kiếm tiền dễ hơn mấy chú xích lô ba gác khác rồi. Này là đường Tôn Thất Tùng nè quý vị. Còn ba gác kia là chợ đá mà hồi nãy chị Phượng có nhắc nè. Mấy người ta thì có mối rồi, nhiều khi cũng dễ kiếm tiền hơn. Anh ơi anh, có thể giúp em chỉnh lại cái bao gạo phía sau không? Nó muốn rớt rồi. Cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi rồi ok. Cân lại giùm em chút xíu. Cái bao nó cờ, cái bao chắc rồi đúng không? Dạ dạ. Rồi em cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh, cái này em cũng đi phát lại cho bà con thôi. Em đang đi ở chợ Vĩnh Hải thưa quý vị. Khu vực chỗ đường Ma Xuân Thưởng, đường Nguyễn Khuyến. Đây là đường 2 tháng 4. Chào chú. Chú ơi cho con hỏi thăm chú chạy ba gác là chú chở kiếm tiền hay là chú đi lượm ve chai? Dạ đi chợ kiếm tiền, chứ lượm ve chai ít lắm. Sáng giờ chở được nhiêu rồi? Sáng giờ chở được 100.000 rồi, ngon ha. Chú chạy này là bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. 20 năm rồi. Dạ. Nhà chú ở đâu á? Trong đây luôn. Sau lưng con là cái bao gạo nè. Con tặng chú một bao 10 kg. Ăn cho vui nha. Thay mặt cô chú Lê Bình chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, bình an. Dạ rồi con mời chú lấy giùm con nha. Dạ. Lấy ở giữa chú để cho cái bao gạo nó cân. Thôi con chạy nó bị rớt á. Dạ. Rồi đem vô cho bà xã mừng nha. Dạ rồi chào chú. Dạ. Đây kính thưa quý vị, xe của chú nè, phương tiện làm ăn. Xe này chắc cũng mấy chục năm rồi chứ hả? Lâu hơn rồi đó. Dạ. Rồi con chào chú nha. Rồi bye bye chú. Con chào chú. Sớm giờ chạy được không chú? Lắc đầu luôn hả? Đậu cho vui, hàng khó ở đâu rồi chạy. Đậu cho vui thôi, hàng khó không có gì đâu chạy. Một ngày kiếm được nhiêu tiền? Ồ, Vô chừng bữa có bữa không, cả nửa tháng cũng có. Nửa tháng cũng có luôn, lóc dữ dằn vậy đó ha. Nhưng không có hàng khó. Dạ. Đây cơ sở người ta nó cũng có xe cổ, người ta cũng tu. Chú chạy đây là bao nhiêu năm rồi? Ồ, là lâu thời bao cấp bây giờ. Là bao cấp tới giờ luôn. Năm 86 đến giờ. Là ba gác hay là xích lô? Thì kêu là ba gác. Ba gác không thôi. Là hồi xưa chắc thời đó là tổ mấy lò heo chạy nhiều lắm á. Đâu, mình ở đây thôi chứ. Ở đây hồi nào giờ không có lò heo nào hả? Dạ. Rồi kia chở xi măng, cát, thép, đá, gạch rồi chứ bây giờ thôi thua. Bây giờ con có thằng cuốc này chú có nhận không? Đó thử rồi. Cuốc này là chú chở cho con 10 kg thôi. Nặng 10 kg à, mà chở về nhà chú luôn. Đây con tặng chú 10 kg nhà. Đó là biết rồi, hiểu. Chú thì gửi chú thì chú rất cảm ơn. Dạ. Nói chung là bên nào tài trợ thì đó cũng xin cảm ơn. Dạ, con xin phép được thay mặt cô chú Lê Bình ở bên Canada đó tặng chú một bao gạo 10 kg. Rồi dạ. Cũng xin cảm ơn nghe gửi lời dạ. Thôi. Chú qua đây chú lấy giùm con nha. Tại con ngồi con giữ thăng bằng á. Cái gửi lời thăm cảm ơn như vậy. Dạ dạ, không cái gì. Đúng không? Dạ dạ lấy giùm con. Rồi, con rồi. Chỉnh cái này lại giùm con luôn để nó rồi, đẹp luôn. Đó được rồi đó, y luôn đó. Rồi cảm ơn em nha. Dạ không có gì. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú nha. Dạ. Rồi đấy, con xin phép chú. Hàng hối giờ không có em mà. Ế quá ha. Được. Xe cơ sở ta có xe cổ. Dạ. Một số người ta lên máy móc rồi nên chở. Mình sống nhà nước này nó làm chỗ này mình không dám sống. Dạ. Mình bỏ ra 5-7 triệu mình sắm cái xe mấy cái đồ bỏ vô vui nó cho đi buồn nó bắt mẹ thật đúng như chết là mình chết luôn. Nhưng mà gắn máy vô thì chở được nhiều hơn đúng không? Người ta gọi mình thì nhiều. Bên chung bây giờ mình cứ chạy vòng ở đây thôi chứ Nha Trang không dám đi. Dạ. Có mấy hoàn cảnh đó, con gặp rồi người ta kể. Người ta nói nhiều người cũng muốn kêu để tạo cơ hội đúng kiếm rồi. Tiền á. Nhưng mà thấy già cả quá sợ tội. Không phải cái tội gì tại mình tính theo á, là cái chuyện mình già mình đi ít thôi, nhẹ lại mình dạ. Đi được. Cái nhất là cái đi gần. Đi xe là không dám đi được. Dạ. Hàng này qua Nha Trang bây giờ cầu bóng này nó đẩy lên cho chắc chết. Với cái là lôi đi thôi chứ không, không có đạp nổi luôn. Ừ. Dạ. Khi tôm nó đẩy đi thì là công an nó bắt nữa. Dạ. Giờ này cơm nước gì chưa chú? Chưa, đang ở quê kia ăn cơm. Dạ. Thôi con chào chú nha, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Gửi lời thăm bên đó nha. Dạ rồi chào chú. Rồi. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ là tầm khoảng 12 giờ 35 phút rồi. Em đang ở khu vực chợ Xóm Mới. Tranh thủ phát thêm một chút nữa rồi về chở nhóc con đi học thưa quý vị. Chào chú. Con có cuốc xe muốn nhờ chú chở được không? Chở giùm con 10 kg gạo về nhà chú nha. Đây thay mặt cô chú Lê Bình bên Canada tặng chú 10 kg gạo. Rồi chú lấy giùm con đi chú. Chị mà khổ quá cho mấy vị. Dạ không, cái này con đi dành cho mấy chú xích lô thôi. Còn một hoàn cảnh nữa, đây còn hai phần thôi. Khổ con cho hai không nhẹ hết gạo luôn mà con cháu. Vậy thôi là chú lấy hết hai phần luôn đi. Dạ. Rồi ra đây dỡ hết lên luôn. Rồi chú bỏ lên xe đi. Rồi em. Dạ không có gì đâu. Dạ. Bữa giờ chạy được không? Chạy chở đồ cho bà chị rồi. Chở đồ thôi. Thôi cố gắng nha. Thay mặt cô chú Lê Bình Canada chúc chú nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ. Rồi xin chào chú. Rồi chú đi ha. Dạ kính thưa quý vị, hiện nay á là có rất nhiều những chú, những anh chạy xích lô. Và ở đây quý vị thấy những chiếc xe xích lô bằng inox đang tập trung đây cũng khá là nhiều. Họ có điều kiện đổi qua inox thì cũng ổn hơn những người mà chạy những chiếc xe xích lô mà cũ kỹ đó quý vị. Còn dư 100.000 em tính là tặng cho hoàn cảnh cuối cùng kèm theo 100.000 luôn. Nhưng mà chú hồi nãy xin hai phần cho nên em lấy 100.000 ra mua thêm một phần gạo 10 kg nữa để tặng cho hoàn cảnh khác. Tại vì ngay cái góc này thì em cũng đã nhắm đến rồi. Ở đây thì có mấy chú mấy anh chạy xe hay đậu ở đây lắm. Coi như hôm nay cái duyên thôi, đi gặp ai thì có thể trao tặng đến người đó. Tại vì chỗ chợ Đầm em tới 3 vòng rồi nhưng không có gặp được cái chú XíchLo kia. Đây chiếc này cũ kỹ lắm thưa quý vị. Chào chú, khỏe em chú? Dạ, bữa giờ chạy được không? Chạy cũng rếm không? Ế lắm hả? Ráng chạy cũng không được nhiều hết. Bây giờ con có cuốc xe con mời chú chở giùm con nha. Chở giùm con 10 kg gạo về nhà chú ơi. Cảm ơn con nha. Dạ, cái này thay mặt cô chú Lê Bình Canada tặng đến chú nha. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Cảm ơn. Dạ. Rồi cái gì chú ngủ tiếp nha. Dạ, con làm phiền chú. Dạ dạ. Rồi con xin phép. Dạ. Dạ không có gì. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 45 phút ngày 14 tháng 12. Tức là đúng cái ngày mà hẹn lịch mổ đó quý vị. Em có đưa chú Tám đến với lại phòng khám. Chú Tám ơi, bữa con gửi chú 2 triệu á. Dạ đúng rồi. Nay con gửi chú thêm 5 triệu nữa nè. Thì trả tiền phí mổ là 6 triệu ha. Còn 1 triệu thì chú cứ giữ đó lo thuốc men. Dạ. Con ngồi đây con chờ chú luôn ha. Khi nào xong rồi con chở chú về nhà. À, chú chở con cho đi xe con giùm được. Không, để con chở chú về nhà, chú yên tâm đi. Dạ. Chú ngồi đây chờ nha. Dạ, chúc chú may mắn. Dạ. Dạ rồi con mời chú Tám ra đây luôn chú Tám. Dạ. Dạ, tình hình giờ sao rồi chú? Thì tôi mới vừa phẫu thuật xong. Đó thì chỉ cho mua thuốc uống này, thuốc nhỏ. Xong rồi đó. Có kính không? Có cần phải mua kính đeo không? Có kính mua khác đây. Có kính rồi ha. Giờ chú đeo kính luôn đi để đi vào đường sợ bụi nó vô á. Cậu này nó con mắt này thì bình thường rồi, con mắt này mổ băng này đâu có sao đâu. À cộm quá ha. Khi nào mình sợ khói nó ăn á thì mình đeo vô. À dạ. Vậy thôi mình về phòng đi. Dạ dạ. Chào em gái. Dạ. Nấu cơm nấu nước rồi chưa? Dạ mới làm xong luôn á. Mới làm xong luôn, cho anh quay chút xíu được không? Dạ. Mới làm xong luôn. Bác sĩ có biểu kiêng cữ gì không vậy chú Tám? Ăn uống được không kiêng cữ. Ăn uống bình thường ha. Không kiêng cữ, còn vì mình làm á. Dạ. Qua chạm khói rồi đừng tắm cử nấu ăn. Đừng có tắm nước xà bông vô con mắt. Cử dạ. Cử 1 tháng rồi. Cử làm nặng. Không chứ. Làm gì mà ráng sức. Mình gồng gánh nó ráng sức á. Đợt trước cũng cử 1 tháng. Đợt trước cử 1 tháng. Dạ. Bây giờ thì mình làm theo bên kia. Dạ. Mình đã biết rồi mà. À chú ngồi đi. Chú có thể chia sẻ cái trải nghiệm của chú khi 2 lần phẫu thuật về mắt không? Lần đầu cũng như lần này thì có gì khác nhau không chú? Lần đầu tôi mổ á thì được miễn phí, nhưng mà cái thức mổ á, thì nó hiện đại hơn. Như bây giờ mổ bây giờ nó không giống như bộ trên kia, nhưng mà thì bác sĩ nào cũng bác sĩ thôi. Dạ tại vì ở kia là bệnh viện máy móc đầy đủ hơn, ở đây là phòng khám. Ở đây phòng khám. Dạ. Bây giờ chú thấy ngon lành chưa, ổn chưa? Thì nó mổ xong thì có cộm, tên nhất nhất có bị cộm không? Nó băng cái này sao mà biết cái cộm không? Chưa có cảm giác. Tại vì con không biết cái cảm giác là sao hết. Hết thuốc tê nó mới cảm giác chú à. Bị cái cột thuốc tê á. Dạ. Hết thuốc, ngày mai tháo băng ra rồi mới nhỏ thuốc vô. Dạ. Bác sĩ dặn vậy. Rồi cho con hỏi thêm là số tiền mổ là 6 triệu. Còn con gửi thêm 1 triệu nữa là 7 triệu để tiền thuốc, tiền ăn uống, bồi dưỡng đó. Thì dạ. Không biết vô đó đủ không chú? Thì cái đủ cô ghép bao nhiêu đó thôi, chứ bây giờ biết làm sao rồi chú. Cầu mong mổ được mắt là tôi cũng mừng rồi. Dạ. Còn nhiêu mình hưởng nhiêu để lo thuốc men bồi dưỡng. Dạ. Rồi chú Tám cố gắng giữ sức khỏe nha. Dạ. Dạ hôm nay rất là vui khi một ca phẫu thuật thành công. Sự giúp đỡ của cô chú Lê Bình mang lại một hiệu quả rất là tốt và một niềm vui rất là to lớn đối với chú Tám ha. Dạ. Thì tôi cũng thật cảm ơn vợ chồng chú Bình ở bên Canada thì có cái tấm lòng giúp đỡ cho tôi được một ca phẫu thuật thành công, tôi rất mừng lắm. Thì cũng thành thật là cảm ơn vợ chồng chú Bình ở bên đó, mong chú Bình cũng mạnh khỏe, vui vẻ đó để giúp đỡ những kẻ nghèo như tôi. Dạ. Để coi xong xuôi ổn định hết, khỏe lại con kiếm ai có thể giới thiệu việc làm cho chú ha. Cái chuyện đó là để từ từ bị chú cột bệnh hen nữa. Dạ. Giờ chú làm nặng có được. Làm bảo vệ được không? Bảo vệ thấy dẫn xe mà xe nó nặng quá. Không, khi... bảo vệ thì con kiếm cái chỗ bảo vệ chắc chắc không trực đêm nổi đâu ha. Trực đêm thường thường là nó nhàn hơn, nhưng mà nó bị ấy. Đừng có làm một việc nặng thôi. Dạ, dạ rồi để con cố gắng con kiếm công việc phù hợp cho. Chứ bảo vệ là tôi cũng thử việc rồi, ra dẫn xe số 6 mà bị hen, không có sức gượng lại chiếc xe, sợ ngã của ta bắt đền chết luôn á. Dạ, dạ. Thử ra không có làm được, giờ muốn làm không được, do cái bệnh của mình nó phụ thuộc rồi, khó khăn ghê. Dạ, thôi chú nghỉ ngơi nha, chuẩn bị ăn cơm nước nha. Rồi con chào chú. Và hôm nay xin được nói lời cảm ơn cô chú Lê Bình rất nhiều, rất nhiều luôn. Ở Canada, cô chú đã giúp đỡ một cái hoàn cảnh chú Tám mà bị cườm và cũng lâu năm rồi. Chú Tám này không có điều kiện để mà mổ mắt, chỉ mổ được một bên hoàn toàn miễn phí, nhưng mà bên thứ hai thì cũng 1-2 năm rồi đó, cũng mới nay mới mổ được. Thật sự là rất biết ơn cô chú Lê Bình, và em cũng đã thay mặt cô chú gửi những phần gạo yêu thương đến với lại những bà con đạp xích lô vòng vòng ở Nha Trang. Xin được chúc cô chú nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin được kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc, hạnh phúc ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. Một chút chia sẻ trong ngày hôm nay gửi đến quý vị. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Trân trọng.